Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Phát. Theo nhân tướng học, lông mày là một trong những 6 ngũ quan thể hiện phần nào cảm xúc của gương mặt. Mỗi người đều có một kiểu lông mày khác nhau. Việc xem tướng qua lông mày có thể đoán được một phần tính cách và vận mệnh của thân chủ. Điều này đã được nghiên cứu và trường nghiệm từ xưa đến nay. Theo phong thủy, những cặp lông mày xấu đó có thể tỉa đi, cạo cho phù hợp với khuôn mặt. Những cặp lông mày thưa, ngắn có thể dùng thuốc mọc lông mày để dài hơn, đậm hơn. Tóm lại, con người phải biết thay đổi, tiến tới cái tốt đẹp chứ không nên cam chịu với số phận. Phong thủy là một phần để chúng ta dựa đoán vận mệnh, nhưng con người có thể thay đổi được chính vận mệnh của mình. Được tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy Lộc Phát sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cách xem tướng lông mày trên mặt đàn ông và đàn bà. Bạn đang sở hữu hình dáng kích thước lông mày như thế nào? Tướng lông mày của bạn được thể hiện tính cách, vận mệnh của bạn ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Tướng lông mày như thế nào ảnh hưởng đến vận mệnh và cuộc đời? Mỗi bộ phận trên cơ thể người đều có vai trò quan trọng trong cấu tạo giải phẫu. Ngoài vai trò về sinh học, nó còn chứa đựng những thông tin khác nhau về chủ nhân của nó. Lông mày trên khuôn mặt thường để lại nhiều nét ấn tượng đối với những người xung quanh. Không chỉ vậy, nhân tướng học cho rằng có thể xem tướng chân mày đoán giàu sang phú quý, mệnh cát hung của mỗi cá nhân. Xem tướng chân mày cho nam và nữ. Trong sinh học, lông mày có tác dụng che chắn, gây cảm mồ hôi từ trán chảy xuống mắt. Trong tướng học, lông mày có tên gọi là bảo thọ quan. Lông mày bên phải gọi là kế đô, lông mày bên trái gọi là la hầu. Lông mày được xem như là cung huynh đệ đối với mỗi người. Khi xem tướng chân mày, nếu như có tướng đắc, cân xứng, đẹp đẽ thì anh chị em hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Trường hợp xấu, thiếu hài hòa, đẹp đẽ thì ngược lại, huynh đệ bất hòa, nổi da, nổi thịt. Xem tướng qua lông mày có hình ảnh sẽ dễ dàng luận đoán những bình diện khác nhau về những cơ bản trong cuộc sống của con người. Sức khỏe và thọ yếu được biểu hiện rõ nét qua tướng lông mày phụ nữ, nam giới. Xem tướng chân mày đoán giàu sang, phú quý, bần hàn, công danh hay tài lộc. Gia đạo có yên ổn hay không? Tâm sinh lý tính cách biểu hiện ra sao? Tướng lông mày nam hay tướng lông mày nữ được chia thành các dạng chuẩn, đạt, thưa, dài, ngắn, rộng. Mỗi dạng sẽ có những đặc điểm về vận mệnh. Trong cách xem tướng chân mày, người ta phân chia thành nhiều hình thái khác nhau dựa trên các cơ sở tổng quát. Vì vậy, để xem chi tiết về tướng lông mày nam giới, tướng lông mày phụ nữ nói lên điều gì, xin mời xem tướng qua lông mày có hình ảnh minh họa tượng dưới đây để dễ dàng luận đoán với số mệnh. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát. Đội ngũ sẽ xếp lịch cho quý vị được gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Các loại lông mày nam, nữ đặc trưng. Các dạng lông mày và cách xem tướng qua lông mày có hình ảnh minh họa được các nhà tướng học thống kê như sau. Tướng lông mày mặt quỷ. Tướng lông mày quỷ, sợi lông dày, thô và dài, có bề ngang rất rộng, phía cuối mọc lan xuống rất gần mắt. Người có lông mày này rất xảo quyệt, tham lam khi kết bạn thường giả nhân, giả nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Tướng lông mày thưa và rời rạc. Sợi lông mày ngắn, khoảng cách thưa, mọc không đều nhau, lông mày không quá dài mắt và hình thể bên ngoài cũng không có thẩm mỹ. Những người có lông mày này thường mờ nhạt về tình cảm và các mối quan hệ. Tiền bạc tụ tập bất thường, khi lên voi, lúc xuống chó, cố gắng cũng không thể thay đổi được những biến động thất thường này. Tướng lông mày đứt đoạn là dạng lông mày không liền mạch, có sự giãn cách. Những người có lông mày này thì hình khắc lục thân, bạc duyên với cha mẹ, bất hòa với anh chị em. Tiền bạc thường bị hao hụt những khoản ngoài không có ý muốn. Tướng lông mày đuôi én.
to về bề ngang, phần cuối chẻ đôi trông như đuôi én. Những người có lông mày có mối quan hệ đặc biệt với chị em thường xảy ra những bất hòa, ly tán, tiền bạc tiêu tan, dễ bị ngồi tù. Tướng lông mày thưa và nhạt, lông mày ngắn hơn mắt, sợi lông mày nhỏ, ngả vàng, mọc không đều. Tiền bạc của những người này khó dư dật, khi chết thường ở xa quê. Lông mày trổi xệ, đầu lông mày thanh tú, mịn về đuôi. Về đuôi thì mọc thưa, bè ra và hướng lên trông như cái trổi xệ. Lông mày này thiếu tình, cốt nhục, gia vận và tiền bạc đều gặp éo le. Tướng lông mày chữ bát, lông mày từ trên mọc theo hướng cong, lượn xuống phía dưới giống như chữ bát, nghĩa là số 8. Dạng lông mày này tướng xấu về nhiều mặt, cuộc sống và sự nghiệp long đong, lận đận, tình cảm cũng không được như ý muốn. Tướng lông mày dao cao, lông mày hẹp về bề ngang nhưng lại nhọn hoắt giống như dao têm trầu ngày xưa. Dạng lông mày này thể hiện tính cách tàn nhẫn, tâm địa nham hiểm, hung bạo, ngay cả với anh em cũng không có chút tình cảm, dễ bị chết bất đắc kỳ tử. Tướng lông mày là Hán, lông mày to về bề ngang, uốn cong như lông mày trên tượng của các vị là Hán trong chùa. Những người có lông mày này thì làm việc gì cũng trì trệ, muộn vợ, hiếm con, tuổi trẻ gian nan. Lông mày rồng, lông mày đẹp, hình dáng bóng bẩy, sợi mày dài và thưa. Có những lông mày này thường đông anh em, cha mẹ thọ, giàu sang phú quý hơn người. Tướng lông mày kiếm, sợi lông mày hơi mịn, khoảng cách vừa phải, bề ngang nhỏ, chiều dài quá mắt, trông xa như hình lưỡi kiếm. Người có lông mày này thường kiên cường, có tài năng và học vấn từ giai đoạn trung niên trở đi, sẽ giàu sang phú quý. Tướng lông mày là liễu, lông mày dài và thon ở hai đầu, trông như hình của một cây sơn liễu. Chủ nhân của cặp lông mày này thường trung hậu, tín nghĩa nhưng hơi mềm mỏng, nhu nhược và dễ bị người thân chi phối. Nếu gặp quý nhân giúp đỡ sẽ đại cát, đại phúc, vĩnh hiển. Tướng lông mày sư tử, lông mày khá đậm, dài, sợi thô, chiều dài lông mày bằng chiều dài của mắt. Nhìn từ xa ánh lên, hung toát vẻ oai vệ. Người có lông mày này thường có phú quý, ở tuổi mãn niên và muộn vợ con gia đạo. Tướng lông mày cọp, lông mày xếch ngược lên, thô, to bản, dài, bằng mắt hoặc quá mắt, đuôi hơi thưa. Chủ nhân của dạng lông mày này sẽ khắc anh em, tính cách rất mạnh mẽ, nên theo các sự nghiệp có tính chất quyết đoán, mạnh mẽ như lực lượng vũ trang, kinh doanh thương mại hay công nghệ. Tướng lông mày ngắn, lông mày ngắn quá mắt, sợi nhỏ, mịn, mọc dày. Chủ nhân của cặp lông mày này sẽ gặp gia đọa hài hòa, yên ấm, quan hệ anh em tốt, vợ giỏi, con ngoan, nhưng tài vận suy kém khi tụ khi tán. Tướng lông mày thanh tú, hình dáng lông mày hơi cong, đầu lông nhỏ, đuôi lông mày lớn dần và cao hơn lông mày, không quá đậm hoặc quá nhạt như một nét vẽ. Người sở hữu lông mày này thường thông minh, trí tuệ, sâu sắc, có học vấn uyên bác, hiển đạt sớm và vang danh nổi tiếng. Tướng lông mày đuôi nhọn đầu thưa, vị trí lông mày đầu đuôi ngang bằng, bề ngang hơi lớn, đầu lông mày có sợi nhỏ, mịn, mọc hít về cuối, thì thưa và sợi lông mày dài hơn. Người có kiểu lông mày này sẽ sớm đỗ đạt, nổi tiếng về tiền bạc, chỉ khá giả từ khi trung vận trở đi. Đây là dạng lông mày phú quý nhưng kém thọ. Tướng lông mày ngắn, nhỏ mà hẹp, bề ngang hơi hẹp, ngắn, các sợi mịn đều nhau, dáng vẻ thanh tú. Chủ nhân của những cặp lông mày này có tính tình trung hậu, trí tuệ, sáng suốt, ít khi đau ốm. Kiểu lông mày này thuộc cách tiểu phú quý nhưng gia đạo tốt, rất hòa thuận. Tướng lông mày thanh tú, hình dung dáng vẻ thanh tú, bề bộn lớn hơn cách trên, hơi uốn cong theo chiều hướng của mắt, có chiều dài ngang bằng hoặc lớn hơn. Những người có lông mày này thường rất thông minh hoạt bát, có nghĩa khí, được nhiều người kính trọng. Lông mày sâu róm, sợi lông mày thô, dài khít, phía đầu dựng ngược lên phía sau, hơi xuôi về phía dáng mắt, dáng vẻ thô bạo, to về bề ngang. Những người có lông mày này sẽ thành đạt về võ nghiệp,
nhưng tính khí thô bạo nên dễ gây thô hiểm, khiêm khích với người khác. Nếu các bộ vị trí khác mà xấu thì vận mệnh rất kém. Tướng lông mày chữ nhất. Sợi lông mày đen, mịn, khoảng cách vừa phải, hơi rộng, chiều dài quá mắt, nằm ngang như chữ nhất trong văn Hán. Kiểu lông mày này tượng trưng cho trí tuệ, nhân nghĩa, gia đình hòa thuận, vận mệnh hành thông, phát đạt từ thuở trẻ. Tướng lông mày trăng non. Lông mày sợi mịn, vừa vặn, mọc xuôi, sắc đen, rõ như nét vẽ, cong xuống đều nhau như mặt trăng đầu tháng, dáng vẻ thanh tú. Người sở hữu lông mày này có trí tuệ thông thái, nhu thuần, nổi tiếng và lập được công danh nhiều văn chương. Tướng lông mày tằm, sợi lông mày to, thô, cong, bản rộng như dáng con tằm. Dáng vẻ tao nhã, chủ nhân của nó là những người khôn khéo, uyển chuyển, dễ thành đạt nhưng thiếu tình thân thiết với anh em. Trong văn học sử cách quan công được nhiều người miêu tả là người có tướng mặt đỏ, mắt phượng mày tằm. Thúy Vân trong truyện Kiều của Nguyễn Du có tướng khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, nghĩa là lông mày tựa như con tằm vừa phân tích ở trên. Bạn đang sở hữu tướng chân mày nào trong số các kiểu lông mày ở trên? Lông mày nói lên lòng chân thành của con người. Tướng lông mày kết hợp với những diễn biến là mẫu hình để diễn tả tâm trạng của con người. Nếu bạn có được tướng chân mày đẹp thì xin chúc mừng, bạn thật sự may mắn. Còn nếu chưa được may mắn, xin hãy đặt cuộc hẹn và đến gặp ngay thầy Gia Cát để được tư vấn cụ thể, giải quyết những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận liên tục những thông tin bổ ích này nhé.